Hello mọi người, Google Village đã quay trở lại với video mix set ngắn tiếp theo. Thông báo với mọi người luôn là để hưởng ứng theo lời Thủ tướng Chính phủ toàn quốc cách ly 15 ngày, bọn mình sẽ ra liên tục các video để các bạn có cái giải trí. Và ở video lần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Libo Gun Spread Level 2 dùng cùng với vũ khí Safi Ziva thì build như thế nào. Đầu tiên là về vũ khí, như các bạn đã biết, mỗi khẩu súng sẽ sở hữu những loại đạn khác nhau và tùy thuộc vào từng loại đạn sẽ có cách build khác nhau. Vũ khí chúng ta lựa chọn là khẩu Safi Frostshot. Khẩu súng này sở hữu đạn Spread Level 2 là cao nhất và có khoảng 4-5 viên. Nhưng với cách build của chúng ta sẽ kích cho loại đạn này lên hẳn 9 viên luôn. Ngoài ra còn có đạn Exhaust và Paralysis để bạn gây hiệu ứng choáng hoặc tê liệt lên người quái vật. Về phụ kiện cho súng, chúng ta chọn 2 điểm Recoil Suppressor để giảm độ giật cho đạn Spread và 2 điểm Chlorine Up để tăng sát thương khi bắn ở khoảng cách gần. Chlorine Up nếu lắp một cái sẽ tăng 20% sát thương khi bắn gần và nếu lắp hai cái sẽ là 30%. Về trạng thái thức tỉnh, chúng ta chọn 3 dòng Attack Increase Level 5 để gia tăng sát thương vật lý cho những viên đạn Spread, thêm một dòng Recoil Suppressor để giảm độ giật xuống mức thấp nhất, một dòng Spread Capacity Level 3 để tăng số lượng đạn Spread lên thêm 3 viên. Về Omen, chúng ta lấy thêm 3 điểm Affinity Increase để tăng tỷ lệ bạo kích và chúng ta có lý do cho điều đó. Ở slot mũ, chúng ta chọn Safi Crested Crown Beta Blood cho 1 điểm Evade Window và 1 điểm Critical Boost. Đồng thời sở hữu 3 slot, 1 slot level 4, 2 slot level 1. Áo Safi Crested Chest Beta Blood cho 1 điểm Blind Resistance và 1 điểm Critical Boost. Đồng thời sở hữu 1 slot level 4 và 1 slot level 2. Tay Safi Crested Vambreak Beta Blood cho 1 điểm Blind Resistance. Đồng thời sở hữu 1 slot level 4 và 2 slot level 2. Với việc sở hữu 3 mảnh của set đồ Safi Ziva, chúng ta sẽ kích hoạt skill bị động Dragon Vein Awakening. Với việc mặc 3 mảnh sẽ cho chúng ta 20% tỷ lệ bạo kích, 80 sát thương nguyên tố và 60 sát thương status, nhưng chúng ta sẽ mất máu sau mỗi đòn tấn công. Bù lại, sau khi tấn công đủ số lượng đòn cần thiết, bạn sẽ được hồi máu từ 20-50% tùy loại vũ khí. Khi máu đang hồi, bạn sẽ không thể bị gây sát thương. Cái này thì mình đọc theo mô tả trên wiki thấy viết thế chứ chưa test. Với việc mặc 3 mảnh đồ và được bonus thêm một lượng bạo kích cao như vậy thì đây là một skill rất ổn. Về slot quân, chúng ta chọn Gauruga Tarsis Beta Blood cho 2 điểm Resentment cùng với 1 slot level 4 và 1 slot level 3. Ở slot chân, chúng ta chọn chân Gauruga Grip Beta Blood cho 2 điểm Critical Eye, 1 slot level 4 và 2 slot level 2. Về charm, chúng ta sử dụng Razor Sharp Charm cho 1 điểm Razor Sharp Spare Shot. Mình chọn Impact Mental để bắn choáng quái vật, thêm một cái Rock Steady Mental, hoặc nếu bạn muốn có thể chọn áo khác cũng được. Về decoration, chúng ta sẽ thêm vào 1 viên Special Armor Boost level 4, 1 viên Critical Eye level 4, 2 viên Spread Power Shot, 2 viên hỗn hợp Evade Window và Free Elemental Armor Up level 4, 3 viên Weakness Exploit, 1 viên Critical Boost, 1 viên Resentment level 4 và 1 viên Resentment level 2, 2 viên Attack Boost level 1, thêm 2 viên Slugger vào Impact Mental để tăng tỷ lệ làm choáng, thêm 2 viên Attack Boost vào Rock Steady Mental. Về skill, chúng ta có đủ 5 điểm Resentment giúp tăng thêm 25 sát thương mỗi khi chúng ta mất máu. Cụ thể hơn là khi dòng máu màu xanh và dòng máu màu đỏ cùng tồn tại. Nếu dòng máu màu xanh hồi đầy skill sẽ mất tác dụng. Hơn nữa, skill nội tại Dragon Vein Awakening sẽ khiến chúng ta liên tục mất máu mỗi khi tấn công và hồi lại một lượng máu lớn khi chúng ta tấn công đủ số lần, nên skill Resentment gần như mặc định sử dụng chung với nội tại này. Critical Eye 4 điểm để gia tăng thêm 20% tỷ lệ bạo kích cộng với 3 điểm Affinity Increase mà chúng ta đã augment vào vũ khí, tổng cộng sẽ có 40%. Khẩu súng có thêm 5% nữa, tổng cộng là 45%. Thực ra bạn không cần thêm ngọc Critical Eye cũng được. Dragon Vein Awakening sẽ cho chúng ta sẵn 20% bạo kích thừa. Chủ yếu là mình thích thừa bạo kích ra một chút để bạo kích chắc chắn sấp xỉ 100%, kể cả bạn không làm mềm vị trí chỉ định vì mình bắn rất gà. Critical Boost 3 điểm gia tăng 40% sát thương khi bạo kích, quá lợi và quá mạnh. Weakness Exploit 3 điểm, tăng tỷ lệ bạo kích khi đánh vào điểm yếu. Evade Window 3 điểm, tăng tỷ lệ bất tử khi né đòn. Attack Boost 4 điểm, 2 điểm đến từ áo choàng và chỉ kích hoạt khi mặc áo choàng vào. Có cũng được, không có cũng chẳng sao, nó giúp gia tăng thêm sát thương vật lý. Spread Power Shot 2 điểm gia tăng thêm sát thương cho đạn Spread, với 1 điểm sẽ tăng 10%, 2 điểm sẽ tăng 15% sát thương. Free Elemental Ammo Up 2 điểm giúp tăng thêm 1 viên đạn nữa cho băng đạn của chúng ta, không cần phải full 3 điểm.
Bình thường thì chúng ta sẽ lên max 3 điểm cho skill này để tăng số lượng đạn cho tất cả các loại đạn. Nhưng đối với spread 2 thì chỉ cần 2 điểm là đủ. Special Armor Boost tăng sát thương cho những viên lựu đạn nổ Wyvern Armor. Razor Sharp Spare Shot tăng thêm tới 25% tỷ lệ giúp bạn không bị mất đạn. 2 điểm Slugger đến từ Impact Mental giúp tăng thêm một chút tỷ lệ làm choáng. Nhìn chung, với 9 viên spread level 2, chúng ta không khác gì đang cầm một khẩu Heavy Bowgun với băng đạn to và sở hữu độ cơ động linh hoạt của Heavy Bowgun. Đương nhiên bạn không nên so sánh sát thương của đạn spread 2 với đạn spread 3. Được cái này thì mất cái kia thôi. Recoil của chúng ta cực thấp nên khi bắn sẽ không có một chút giật nào cả. Hơn nữa chúng ta cũng phải đứng gần để gây sát thương, nên hãy tận dụng Event Window để né tránh những lúc cần thiết. Mỗi khi quái ngã xuống, đừng quên thả một quả Wyvern Blast để tăng thêm sức mạnh và gây nhiều sát thương hơn. Bạn cũng có thể mang thêm vài cái bẫy để cố định quái vật, giúp chúng ta có thêm khoảng trống hạ gục con quái nhanh hơn. Cụ thể đánh như thế nào, hãy cùng tới với phần thực chiến để xem thử sức mạnh của viên đạn này đến đâu nhé.
Đó chính là phong cách Build Light Bowgun theo phong cách đạn Spread 2. Nếu có gì thắc mắc xin hãy để lại comment cho bọn mình nhé. Đừng quên ấn like và subscribe cho Cougar Village để học những video tiếp theo đến từ bọn mình. Mình là Cuso, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.